Bão số 4, giật cấp 10 đang cách Đà Nẵng 180 km. Sáng sớm ngày 19 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2024. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 6 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 183 km về phía đông bắc, Quảng Trị khoảng 196 km về phía đông. Cường độ bão mạnh cấp 8, tương đương 62-74 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong những giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25 km/h. Dự báo đến chiều ngày 19 tháng 9, bão số 4 sẽ vào đến vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Cường độ bão vẫn giữ ở cấp 8, giật cấp 10, sau đó bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão số 4, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, tương đương 39-61 km/h, sóng biển cao từ 2-4 m. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, tương đương 62-74 km/h, giật cấp 10 tương đương 89-102 km/h, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực từ biển Bình Định đến Cà Mau, phía nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3-5 mét, biển động mạnh. Ven biển, các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam cần đề phòng nước dâng do bão, cao từ 0,3-0,5 mét, kết hợp với triều cường và sóng lớn, gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng thấp. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trên đất liền từ sáng hôm nay, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, tương đương 62-74 km/h, giật cấp 10, tương đương 89-102 km/h, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7. Đề phòng xuất hiện các ổ mây dông mạnh phía trước hoàn lưu bão. Trong điều kiện thời tiết xảy ra, mưa dông mạnh, hệ quả đi kèm với nó là cây xanh gãy đổ, các mái tôn, biển hiệu quảng cáo có thể bị thổi bay trong không khí. Về tác động mưa lớn từ nay đến ngày 20 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm, đề phòng mưa cường suất lớn trên 150 mm/6 giờ ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng trong ngày hôm nay. Ngày 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập lụt cho các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát. Người dân Quảng Trị tất bật ứng phó bão số 4. Ngay từ khi bão số 4 chỉ là áp thấp nhiệt đới, người dân Quảng Trị đã tất bật chuẩn bị ứng phó. Ngày 19 tháng 9, ngư dân Quảng Trị đã khẩn trương đưa tàu thuyền vào bờ, nơi tránh trú để đảm bảo an toàn trước áp thấp nhiệt đới có nguy cơ trở thành bão số 4. Lực lượng chức năng thông báo đến những người dân về việc gia cố các tàu thuyền, đặc biệt không được ở lại trên tàu thuyền trước, trong và khi bão đổ bộ vào đất liền. Tranh thủ thời tiết đang ngớt mưa, người dân khẩn trương gia cố tàu thuyền để ứng phó với áp thấp nhiệt đới, được dự báo mạnh lên thành bão số 4. Lực lượng đồn biên phòng Triệu Vân, đồn biên phòng Quảng Trị, các cử cán bộ chiến sĩ thông báo và giúp đỡ người dân trong việc neo đậu tàu thuyền. Đến nay, Quảng Trị có 2.270 chiếc thuyền vào neo đậu an toàn tại các bến của các tỉnh, thành như Phú Yên, Ninh Thuận, Quảng Bình. Tại các bến của tỉnh, hiện có 72 chiếc trên 513 chiếc thuyền viên của các địa phương Nam Định, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Huế, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam neo đậu. 12 chiếc tàu chở hàng với 117 thuyền viên cũng đang được neo đậu tại các bến thuyền Quảng Trị. Quảng Trị cũng sẽ sơ tán người dân tại 5 vùng trọng tâm như vùng trực tiếp bão, nước biển dâng, vùng ngập sâu trên các lưu vực sông Thạch Hãn, Ô Lâu, Bến Hải, sông Hiếu, Sepol, vùng lũ quét, vùng sụt lún, sạt lở đất, vùng ngập cục bộ. Ở các vùng trên sẽ sơ tán dân tránh trú từ nhà tạm không đảm bảo phòng chống thiên tai đến các nhà kiên cố như nhà dân cao tầng kiên cố, trường học, trụ sở cơ quan, trụ sở Ủy ban Nhân dân, trạm y tế, đồn biên phòng, nhà cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở cấp cơ sở, nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ. Chỉ đạo nhân dân dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt từ 7-10 ngày để chủ động trong công tác ứng phó với diễn biến bão, mưa lũ kéo dài.
Quảng Bình ra soát các điểm nguy cơ sạt lở, cấm biển từ 0 giờ ngày 19 tháng 9. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 4, tỉnh Quảng Bình đã có lệnh cấm biển từ 0 giờ ngày 19 tháng 9, tổ chức rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở. Ngày 18 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cuộc họp để rà soát công tác chuẩn bị, sẵn sàng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão năm 2024. Đặc biệt, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 4 và mưa lớn trong những ngày tới, tỉnh Quảng Bình đã có lệnh cấm biển từ 0 giờ ngày 19 tháng 9 cho đến thời điểm an toàn, triển khai các phương án 4 tại chỗ. Quảng Bình còn 164 điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở, khu vực núi, khu dân cư, bờ sông, bờ biển, trong đó có 10 điểm có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt nguy hiểm. Hiện tỉnh đang phân công lực lượng đi kiểm tra, rà soát 74 điểm nguy cơ sạt lở, trong đó có 8 điểm nguy cơ cao xảy ra sạt lở khi có mưa lớn như đồi phòng không ở thôn xã Đức Hòa, huyện Tuyên Hóa, phía dưới chân đồi có 37 hộ dân đang sinh sống, các vết nứt lớn khả năng cao sạt lở núi tại tổ dân phố 8 thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. Hiện nay, các loại hình thiên tai đang diễn biến rất phức tạp, sau bão lũ các loại hình thiên tai khác như sạt lở đất, lũ lụt, lốc xoáy, gió mạnh, thiên tai đi liền với mưa lũ. Do vậy đề nghị các ngành chủ động ứng phó, nếu như không chủ động thì không lường trước được những diễn biến của thiên tai. Ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình lưu ý. Theo ghi nhận của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, để chủ động ứng phó với mưa bão, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trên tuyến biển đã thực hiện hàng trăm lượt thông báo, kêu gọi các tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển nguy hiểm tìm nơi tránh trú an toàn, kêu gọi sắp xếp tàu thuyền tại các âu thuyền và khu vực neo đậu an toàn trên sông Danh, sông Dinh, Nhật Lệ và sông Loan, Ròn. Tổ chức kêu gọi người dân không đi vào rừng và liên lạc, yêu cầu những người dân đang ở trong rừng đi về nhà. Tại nhiều địa phương, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, người dân đã chủ động cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp đồ đạc đến nơi an toàn, đề phòng khi mưa bão đổ bộ. Cụ thể, sáng ngày 18 tháng 9, tỉnh Quảng Bình tổ chức họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão 2024. Người dân trên địa bàn thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình chủ động cắt tỉa cây xanh trước khi mưa bão đến. Người dân tại vùng lũ huyện Lệ Thủy đã thu dọn đồ đạc đến nơi cao ráo trong sáng ngày 18 tháng 9. Người dân phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới cắt tỉa cây xanh đề phòng bão quật đổ. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình theo dõi tình hình thời tiết và hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động ứng phó. Một số người dân sớm chủ động chằng chống cửa để phòng bão đổ bộ. Những địa phương đứng trước mối đe dọa trực tiếp của cơn cuồng phong bão số 4. Bão số 4 đang tiến gần, dự báo sẽ đổ bộ vào sáng 19 tháng 9, tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tỉnh miền Trung, đặc biệt là từ Quảng Trị đến Quảng Nam, với cường độ mạnh cấp 8 và gió giật lên đến cấp 10. Bão không chỉ gây ra gió mạnh mà còn mang theo lượng mưa lớn, có khả năng làm gia tăng đáng kể nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại những khu vực đồi núi. Đà Nẵng với vị trí ven biển sẽ chịu tác động trực tiếp khi bão tiến vào vùng biển ngoài khơi, sức gió mạnh sẽ làm cho sóng biển tăng cao. Dự báo đạt từ 3 đến 5 mét gần tâm bão, tạo ra những cơn sóng dữ dội có thể gây thiệt hại cho các bờ biển và cơ sở hạ tầng ven biển. Không chỉ Đà Nẵng, Quảng Bình và Quảng Nam cũng cần đặc biệt chú ý khi lượng mưa có thể lên đến 300mm, thậm chí vượt 500mm ở một số nơi, làm gia tăng nguy cơ ngập úng và lũ quét tại các khu vực thấp trũng. Đặc biệt những khu vực như huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế và các huyện miền núi Quảng Nam có thể phải đối mặt với tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng do lượng mưa lớn, địa hình dốc. Hơn nữa, theo các dự báo khí tượng, gió mạnh từ bão sẽ mở rộng ra cả vùng đất liền, làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Cơ quan chức năng đã phát đi những cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân chủ động sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao và gia cố nhà cửa để giảm thiểu thiệt hại. Việc đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh này là vô cùng quan trọng và các địa phương cần phải hành động nhanh chóng để ứng phó với cơn bão có thể gây ra những tác động tàn khốc. Tất cả mọi người cần chuẩn bị tâm lý và trang bị cho mình những thông tin cần thiết để vượt qua cơn bão này một cách an toàn nhất có thể.